Sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra trên phạm vi cả nước, cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp ở Nghệ An bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 1946. Ngày 23 tháng 3 năm 1946, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 1 khai mạc phiên họp đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 78 năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vào ngày 24 tháng 2 năm 1946, cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh được tổ chức trên địa bàn tất cả các huyện thị với sự tham gia của đại bộ phận cử tri. Kết quả, cử tri Nghệ An đã lựa chọn được 39 đại biểu bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 23 tháng 3 năm 1946, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 1 khai mạc phiên họp đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thắng lợi của cái cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khẳng định cái tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, cách mạng của nhân dân Nghệ An. Thì cái bộ máy chính quyền từ xã, huyện, tỉnh được kiện toàn, đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, chống thù trong, giặc ngoài. Thắng lợi của cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp khóa 1 trong thời điểm hết sức khó khăn đó đã khẳng định tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước và cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân Nghệ An và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Từ đó, bộ máy chính quyền cách mạng từ xã đến huyện, tỉnh được củng cố, hoàn thiện. Hệ thống tổ chức đảng, lực lượng vũ trang cách mạng ngày càng được củng cố, tăng cường. Ý nghĩa của cái cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân đầu tiên ấy, nó không chỉ dừng lại ở cái chuyện hình thành được bộ máy chính quyền, mà nó thể hiện được cái đường lối của Đảng ta để xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trong đó, cái quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện một cách rõ ràng trong cái việc cầm cái lá phiếu quyết định, thể hiện cái ý chí của mình để bầu lấy những người đại diện xứng đáng của mình. Trên chặng đường 78 năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã luôn khẳng định vai trò của mình và hoàn thành xuất sắc mọi sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cùng hệ thống chính trị và nhân dân Nghệ An gánh vác những trọng trách hết sức nặng nề, vừa ra sức xây dựng bảo vệ hậu phương, vừa nỗ lực chi viện cho tiền tuyến. Từ năm 1976 đến nay, đặc biệt là khi thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, kế thừa và phát huy thành quả cách mạng thời kỳ trước, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng hệ thống chính trị và nhân dân năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát huy truyền thống tốt đẹp của 78 năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 thể tiếp tục làm tốt cái vai trò chức năng của cơ quan dân cử, đổi mới và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động. Thứ nhất là tập trung nâng cao hiệu quả chất lượng của các kỳ họp. Thứ hai là tăng cường tiếp xúc cử tri và giải quyết tốt các ý kiến kiến nghị của cử tri. Thứ ba là thực hiện có thực chất và hiệu quả hoạt động khảo sát, giám sát, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn. Thứ tư là xây dựng đội ngũ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và các cơ quan tham mưu phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và thứ năm là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin. Với trọng trách đại biểu của nhân dân, trong thời gian tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, ngày càng nâng cao vai trò, vị thế chính trị của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.